Chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với video nhận định một cổ phiếu hàng ngày cùng em Thư. Đến hẹn lại lên thì em Thư lại ra một cái video để phân tích về một cổ phiếu. Và hôm nay thì em Thư sẽ phân tích về một vài mã trong dòng thủy sản. Anh chị mình theo dõi video có thể là cho em Thư xin một nút like cũng như là mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ichimoku của Trình Phát rồi. Và anh chị mình cũng đừng quên là thả những cái quả tim màu tím bên dưới phần bình luận video để tăng cái độ tương tác cho video ngày hôm nay chị nhé. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và để không làm mất thời gian của quý anh chị nữa, em Thư xin phép được đi vào cái nội dung phân tích ngày hôm nay. Thì ngay cái phiên sáng đầu tuần ngày 26 tháng 2, nhóm cổ phiếu thủy sản của mình bất ngờ tăng mạnh bất chấp thị trường của mình nó điều chỉnh ở đầu phiên. Trong đó thì tăng hết biên độ là có mã VHC của thủy sản Vĩnh Hoàng nè, ANV của thủy sản Việt Nam và ASM của tập đoàn Sao Mai. Thì cái động thái tăng mạnh của nhóm thủy sản diễn ra trong cái bối cảnh tình hình xuất nhập khẩu những cái tháng đầu năm của doanh nghiệp đang và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trưởng tốt. Đồng thời thì Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cho biết là việc xuất khẩu thủy sản trong năm 2024 thì có thể là sẽ phục hồi dần và khả quan hơn so với nửa cuối năm. Thì đây là một vài thông tin tích cực. Tiếp theo thì em Thư sẽ đi vào cái nội dung phân tích một vài mã cổ phiếu của nhóm ngành này chị nhé. Đầu tiên là về mã VHC. Đối với VHC về góc nhìn trong trung hạn trong khung tuần ha, thì từ cái giai đoạn ngày 27 tháng 11 2023 cho đến hiện tại thì xu hướng chính của VHC vẫn là xu hướng tăng thôi chị, đang cam và đang hướng lên nè. Con này thì nếu mà anh chị mình đang nắm giữ thì có thể là tiếp tục nắm giữ thôi. Nếu mà mình đang nắm giữ với vị thế chung và dài hạn thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Tuy nhiên mình cũng cần lưu ý ha là VHC hiện tại nó đang tiệm cận với cái vùng đỉnh cũ nên là có thể là nó sẽ rung lắc điều chỉnh. Tuy nhiên thì nếu mà anh chị mình muốn an toàn, mình mua theo cái chiến lược mua biên dưới bán biên trên thì có thể là chia ra mình hạ tỷ trọng bớt. Sau đó mình chờ nó vượt được cái vùng cản để mà mình cover lại. Còn nếu mà mình muốn nắm giữ thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi anh chị. Nếu mà nó có dấu hiệu điều chỉnh thì mình sẽ chủ động cơ cấu. Hiện tại thì VHC nếu mà anh chị mình muốn tham gia với vị thế trung hạn thì có thể là chờ đợi nó test điều chỉnh về quanh cái vùng giá 64, 64.7. Quanh cái vùng giá này, vùng giá 64.7 anh chị nhé. Quanh cái vùng này thì có thể là cân nhắc tham gia lấy vị thế trung hạn được. Còn hiện tại thì không có khuyến nghị cho anh chị mua cái giá hiện tại. Có thể là chờ nó điều chỉnh anh chị nhé. Con này thì vẫn cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Còn mà muốn an toàn thì chia ra hạt thì trọng bớt. Về vị thế ngắn hạn trong vùng daily thì anh chị có thể thấy được là VHC của mình thì hôm nay tăng một cái cây trần 6.97%. Tenkan của Gojun vẫn đang hợp bất hướng lên cũng như là giao công 65 hướng lên nên chị con này thì có thể là một vài phiên sau nó sẽ còn tiếp tục tích cực. Tuy nhiên thì em hiện tại thì VHC nó đã chạm cái target mà bên em đưa ra nên là bên em đã cho khách hàng chốt lời rồi. Còn mà anh chị nên mình vẫn đang nắm giữ thì có thể là chia ra mình hạ bớt tỷ trọng đi cho nó an toàn anh chị nhé, cho nó an toàn. Nếu mà cái phiên hôm sau nó không vượt được cái vùng giá 69.8 70 á, 69.8 70 thì khả năng là nó sẽ hình thành một cái trạng thái cách sẽ hốt giá về quanh cái vùng 66.10. Nên là anh chị nào mình đang có lợi thì muốn an toàn thì có thể là chia ra hạ bớt tỷ trọng. Còn mà anh chị muốn tham gia mua mới thì có thể là cân nhắc đợi nó điều chỉnh về quanh cái vùng giá 65.2 66.10 thì hẳn tham gia anh chị. Mã này thì không có khuyến nghị cho anh chị. Còn anh chị mà muốn tham gia thì có thể là cân nhắc những cái vùng mà em nói nha. Còn thì mã này thì đã cho anh chị chốt lời rồi. Hiện tại thì chưa có khuyến nghị mua lại. Tiếp theo là về mã CMX. Về CMX thì trong khung tuần CMX của mình nó vẫn đang đi biên tích lũy cho anh chị. Nó vẫn chưa được vượt được cái vùng cản 9.63. Thì nếu mà anh chị mà mình đang nắm giữ thì cứ tiếp tục nắm giữ đi ha. Mình cứ tiếp tục kiên trì nắm giữ thôi. Con này thì vẫn có khả năng là sẽ tăng về các cái vùng giá 10 10.3, thậm chí là 12.3. Nên là con này cứ nắm giữ thôi. Còn anh chị mình muốn an toàn thì có thể là chờ nó chạm về các cái vùng cản 9.6, 9.8 để mà mình chia ra mình hạ tỷ trọng bớt anh chị nhé. Sau đó đợi nó đóng đến tuần vượt được cái vùng cản này thì mình sẽ cover lại. Còn hiện tại thì nó chưa có vượt được cái vùng cản này thì cứ quan sát thêm. Đối với những anh chị mà mình muốn tham gia, đợi nó đóng đến tuần được trên cái vùng 9.6 thì hẳn tham gia vào anh chị nhé. Về vị thế ngắn hạn thì hiện tại là đang về lại cái vùng giá 9.18 và đang có cái kẹt giao găm mà em nói trong cuối tuần ấy, là cái kẹt giao găm này. Mã này thì anh chị nào mình muốn tham gia thì em nghĩ là mình nên chờ nó điều chỉnh đi. Chờ điều chỉnh test lại và tích lũy được cái vùng giá quanh cái vùng 8.8 á. Quanh vùng dưới đây thì hẳn tham gia vào. Còn hiện tại thì mình tránh tham gia mua đội giá xanh anh chị nhé. Trong cái giai đoạn hiện tại thì tránh tham gia mua đội giá xanh. Chờ nó điều chỉnh, rung lắc điều chỉnh đi mình hẳn tham gia vào. Hoặc là chờ nó vượt hẳn cái vùng cản
cái nến tuần của nó vượt hẳn cái vùng cản thì mình sẽ tham gia. Tuy nhiên thì nếu mà CMX của mình nó có test lại quanh cái vùng 8.8 á thì mình cũng lưu ý theo dõi ha, thì nếu như mà nó có gãy đi cái vùng nền này thì khả năng cao là nó sẽ test về lại cái vùng giá cũ bên dưới là 8.35. Thì nếu mà nó có vi phạm thì mình sẽ chủ động cơ cấu thôi chị. Mã này thì không có khuyến nghị cho chị mình tham gia, còn nếu mà chị mình có quan tâm thì có thể là cân nhắc quanh cái vùng giá mà em vừa nói để mà mình chủ động mình quản trị anh chị nhé. Tiếp theo là về IDI. IDI thì hôm nay nó vượt được cái vùng cản giao găm, tuy nhiên thì mình cũng cần thận trọng tại vì chủ yếu là mình quan sát cái nến tuần nó, chừng nào mà đóng nến tuần được trên cái vùng 12.65 thì khả năng cao là nó sẽ tích cực hơn. Còn hiện tại thì vẫn nên cẩn trọng anh chị, vẫn nên cẩn trọng để mà mình tham gia ha. Đối với vị thế trung hạn. Còn mà anh chị nào mình đang nắm giữ mã cổ phiếu IDI rồi thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi, cứ tiếp tục nắm giữ. Còn mà mình muốn an toàn thì có thể là chia ra hãy bớt tỷ trọng, tại vì hiện tại nó vừa vượt cái vùng cản trong khung daily nè, cũng như là vùng cản giao găm 65 12.6, có thể là chia ra hạ tỷ trọng, sau đó cái phần còn lại thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi chị. Còn mà tham gia mua mới thì phải đợi nó đóng đến tuần được trên cái vùng cản này thì hãy tham gia, đối với vị thế trung hạn anh chị nhé. Nếu mà tích cực thì IDI của mình nó vẫn có thể là vượt tiến về các cái vùng giá 14.2 14.2 thậm chí là 16, nên là anh chị nào đang nắm giữ thì cứ kiên trì nắm giữ thôi trong ngắn hạn nè. Nó vừa vượt nhẹ được cái vùng cản giao găm 12.63 thôi. Con này thì mình khoan tham gia vào nếu mà anh chị mình muốn tham gia mua mới. Mình chờ khoảng 2 3 phiên nữa thì nếu như mà IDI của mình nó vượt được cái vùng này và nó tích lũy được tốt trên đây thì có thể là cân nhắc tham gia lấy vị thế được. Còn hiện tại thì cứ quan sát thêm thôi chị. Còn anh chị là mình đang nắm giữ thì có thể là chia ra mình hạ bớt tỷ trọng, tại vì hiện tại nó cũng đang về lại cái vùng biên trên rồi. Nếu mà mình muốn theo cái chiến lược mua biên dưới với biên trên thì có thể là chia ra hạ bớt tỷ trọng dần được rồi. Mã này thì khoan tham gia anh chị nhé, mình chờ thêm 2 3 phiên nữa đi. Ok, thì đây là góc nhìn cảm thư đối với một vài một cổ phiếu của dòng thủy sản. Anh chị mình theo dõi video có thể là cho em Thư xin một vài nút like cũng như là mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ichimoku Trình Phát ạ. Và anh chị mình cũng đừng quên là thả những cái quả tim màu tím bên dưới phần bình luận video để tăng cái độ tương tác cho video hôm nay. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Và anh chị nào mình có những cái mặt cổ phiếu mình quan tâm thắc mắc thì có thể là comment bên dưới phần bình luận, em Thư sẽ hỗ trợ giải đáp cho mọi người. Còn nếu như mà mình muốn liên hệ trực tiếp thì có thể là liên hệ cho em Thư qua số điện thoại trên khung nền anh chị nhé. Anh chị nào mình thấy thích cái cách tư vấn của em Thư thì có thể là về với đội em Thư bằng cách mở một cái tài khoản chứng khoán mới tại SSI với ID là 2606 và mã giới thiệu là Y55014. Còn anh chị nào mình đã là khách hàng của SSI rồi mà mình chưa có người đồng hành thì có thể là chuyển đổi ID và ID 2606 anh chị nhé. Anh chị nào mà mình muốn mình quan tâm đến room tín hiệu VIP của ITB thì có thể là liên hệ trực tiếp cho em Thư thì em Thư sẽ hỗ trợ cho anh chị. Ok, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người sẽ có một cái buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn mọi người ở những cái buổi video ngày tiếp theo.